Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Bùi Văn Duy, lớp C5K52S. Hôm nay mình rất vinh dự và tự hào khi được tham gia cuộc thi sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề Cuốn sách tôi yêu trong trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1. Mỗi chúng ta ai cũng đều có những sở thích riêng của mình và bản thân tôi cũng vậy. Tôi luôn đam mê đọc sách, tôi thích rất nhiều thể loại sách. Nhưng cuốn sách để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất có lẽ là cuốn Đắc Nhân Tâm. Cuốn sách này mang lại cho tôi rất nhiều kiến thức hay trong cuộc sống. Nó dạy tôi cách làm người, cách đối nhân xử thế, cách nó dạy tôi cách cư xử đúng mực với mọi người xung quanh. Con người có lẽ ai cũng có những cái yêu thích của riêng mình, và tôi nghĩ rằng việc đọc sách mang lại cho tôi rất nhiều những kiến thức bổ ích. Nó giúp tôi phát triển thêm tư duy, học hỏi được nhiều bài học quý báu từ cuộc sống. Sách vở đó là một tài sản tinh thần của con người. Chính vì vậy, mỗi tác giả đều cố gắng chắt lọc những cái cần thiết và quan trọng nhất mà mình tích lũy được để viết lên những cuốn sách để đời. Tài sản của mỗi con người là khác nhau, và bản thân tôi nghĩ rằng tài sản mà tôi có được đó là việc tích lũy vốn tri thức mà hàng ngày tôi đang dần học hỏi và rèn luyện. Đó là thứ tài sản quý báu, không phải dùng bằng tiền có thể mua được. Tôi phải bỏ thời gian, công sức, tài sản của mình để học hỏi và có được nó. Chính vì vậy, tôi luôn trân trọng và phát huy nó mỗi ngày. Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu về thi hiểu, đọc sách của mỗi người ngày càng giảm dần. Chính vì thế, sách vở ngày càng mất đi giá trị của nó. Công nghệ ngày càng hiện đại, con người dường như quên mất đi nhiều thứ giá trị trong cuộc sống. Họ luôn tích lũy cho mình vốn tri thức từ cuộc sống, nhưng dường như quên đi rất nhiều thứ đáng ra cần trân trọng và giữ gìn nó mỗi ngày. Chúng ta cần phải biết sống một cách có ý nghĩa. Có như vậy, khi ngoảnh lại, chúng ta mới không cảm thấy luyến tiếc về những gì đã xảy ra với chính mình. Đắc Nhân Tâm có lẽ là cuốn sách tôi cảm thấy hữu ích nhất trong những cuốn sách mà tôi đã từng đọc. Nó không chỉ làm cho tôi hiểu được nghệ thuật thuyết phục con người, biết cách sống đúng đắn hơn trong cuộc sống này, mà còn cung cấp cho ta vốn tri thức lớn. Tác giả là người hiểu cao, tài cao. Chính vì thế, những câu từ mà ông viết lên trong cuốn sách cũng giàu giá trị biểu tượng. Con người cần phải học hỏi, trân trọng và giữ gìn những tài sản vô giá này. Đó là tài sản quý báu mà chúng ta nên học hỏi, giữ gìn và phát huy được giá trị tuyệt vời của nó. Tôi thường có thói quen đọc sách mỗi ngày, và điều đó làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc khi tôi tiếp thu và học hỏi được những bài học có giá trị trong cuộc sống. Nó không chỉ giúp tôi phát triển nhiều hơn nữa những kỹ năng cũng như tư duy đang bị khiếm khuyết của chính mình. Một cách tư duy đúng đắn có thể giúp tôi rất nhiều điều trong cuộc sống này. Chính vì thế, tôi luôn phải cố gắng rèn luyện bản thân mình mỗi ngày để ngày càng hoàn thiện bản thân nhiều hơn nữa. Đắc Nhân Tâm là cuốn sách duy nhất về thể loại self-help liên tục đứng đầu danh mục sách bán chạy nhất best-selling books do báo The New York Times bình chọn suốt 10 năm liền, được xuất bản năm 1936 với số lượng bán ra hơn 15 triệu bản. Tính đến nay, sách đã được dịch ra hầu hết các ngôn ngữ, trong đó có cả Việt Nam, và đã nhận được sự đón tiếp nhiệt tình của độc giả hầu hết các quốc gia. Là cuốn sách đầu tiên có ảnh hưởng làm thay đổi cuộc đời của hàng triệu người trên thế giới, Đắc Nhân Tâm là cuốn sách đem lại những giá trị cho người đọc, bao gồm những lời khuyên cực kỳ bổ ích về cách ứng xử trong cuộc sống hàng ngày. Sức lan tỏa của cuốn sách vô cùng rộng lớn, với nhiều tầng lớp, đối tượng. Đắc Nhân Tâm không chỉ là nghệ thuật thu phục lòng người, Đắc Nhân Tâm còn đem lại cho độc giả những góc nhìn, suy nghĩ sâu sắc về việc giao tiếp, ứng xử. Triết lý của Đắc Nhân Tâm là hiểu mình, thành thật với chính mình. Từ đó, hiểu biết và quan tâm đến những người xung quanh để nhìn ra, khơi gợi những tiềm năng ẩn khuất nơi họ, giúp họ phát triển lên một tầm cao mới. Đây là nghệ thuật cao nhất về con người và chính là ý nghĩa sâu sắc nhất, đúc kết từ những nguyên tắc vàng của tác giả. Tác phẩm Đắc Nhân Tâm gồm có 4 phần. Phần 1 là nghệ thuật ứng xử căn bản, gồm có 3 nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất, không chỉ trích, oán trách hay than phiền. Nguyên tắc 2, không thật khen ngợi và biết ơn người khác. Nguyên tắc 3, gợi cho người khác ý muốn thực hiện điều mà bạn muốn họ làm. Phần 2 là phần 6 cách tạo thiện cảm, gồm có 6 nguyên tắc. Nguyên tắc thứ 4, thật lòng quan tâm đến người khác. Nguyên tắc thứ 5, hãy mỉm cười. Nguyên tắc 6, hãy luôn nhớ rằng tên của một người là âm thanh êm đềm, thân thương và quan trọng nhất đối với họ. Nguyên tắc 7, biết lắng nghe và khuyến khích người khác nói về vấn đề của họ. Nguyên tắc 8, nói về điều người khác quan tâm. Nguyên tắc thứ 9, thật lòng làm cho người ta cảm thấy rằng họ quan trọng. Phần thứ 3 là 12 cách hướng người khác suy nghĩ theo bạn. Phần thứ 4,
chuyển hóa người khác mà không gây sự chống đối hay oán giận. Đắc Nhân Tâm là cuốn sách self-help hay và đáng trải nghiệm. Ngoài việc hướng dẫn mọi người những kỹ năng giao tiếp và bí quyết để thành công, thì cuốn sách còn đưa ra những cách để phòng tránh và giải quyết những khúc mắc hiểu lầm từ nhỏ nhặt cho đến nghiêm trọng về vấn đề giao tiếp ứng xử tinh tế nhất trong bất kỳ tình huống và trường hợp nào. Bằng vốn kiến thức và kinh nghiệm có sẵn của bản thân trong thực tế cũng như khả năng quan sát nhạy bén của tác giả đã đúc kết ra những bài học xương máu có giá trị lâu dài cho đến tận bây giờ. Mong rằng bạn sẽ có được thêm hiểu biết về quy chuẩn đạo đức, cách kết nối tình cảm, tình yêu và sự tin cậy lẫn nhau trong cách đối nhân xử thế để góp phần tạo nên sự thành công riêng cho mỗi con người.